hay quá à. Ngon quá. Máy bán hàng tự động này ngầu không? Hả? Thử đi. Người khác rất là hư đó. Con xin lỗi mà. Nhìn nè. Wow, tuyệt quá. Con cũng muốn có nữa. Mẹ có một cái cho con nè. Wow. Ngon quá à. Xin chào. Phổ biến. Được rồi. Wow. Bye bye. Máy siêu bán hàng tự động đây. Ai mua bánh nước đây? Bánh và nước đây. Ai mua đi. Lại rỗng vậy. Xin lỗi, hãy thử lại đi. Ok. Cái gì đây? Cái gì? Mình bị gì thế này? Max, giúp em. Max, Max. Chờ đã, xa xa. Đúng rồi. À ha. Này anh. Trả lại đi. Mình muốn uống thôi mà. Đừng làm vậy nữa nha. Ok. Đây, lấy đi. Cảm ơn. Bye bye. Cảm ơn con nhiều.
Không có gì. Xin chào. Xin chào. Xinh quá đi. Wow. Bye bye. Quà lưu niệm đây. Này, bạn đang làm gì thế? Dừng lại ngay đi. Max à, cứu em với Max. Đừng mà, đừng mà đâu. Yeah. Hả? Không được nha. Em cảm ơn. Bạn có hết hư không vậy? Đúng. Bye bye. Bye bye. Bạn bị sao thế này? Bạn đi đâu vậy? Max, giúp với, giúp mẹ với. Không vấn đề gì. Cửa bạn đây nè. Cảm ơn con nhiều nha. Đồ chơi, bánh và nước cực ngon đây. Ôi không, không được rồi. Ai mua đồ chơi đi? Cái gì? Hả? Mua à. Ô không, mấy bán hàng của mình. Cái gì? Hả? Không đời nào. Mấy bán hàng của mình
bị cái gì vậy? Được rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây? Cái gì? Max, anh làm hư máy bán hàng hả? Em tha lỗi cho anh nha. Nó chỉ bị rút chui ra thôi à. Yeah, vậy cắm vào đi nào. Yeah.